Mới đẻ được một tí nữa các bác này. Nghe to. Coi nào. Hình như con này con đực các bác nhá. Con này con nghe đực. Chắc đây được rồi. Xin kính chào toàn thể các bác đang xem kênh YouTube Ăn Việt 36 bác nhé. Thì hôm nay thì nói chung cũng có một tin vui các bạn. Thì ông chú ông điện lên là bảo là lên cho con trâu nó đẻ ở trên đây. Con trâu mà hôm qua em quay lên cho các bác xem cái trang trại mà trên kênh Ăn Việt vùng cao á, thì em bảo 3 ngày đẻ đúng. Con này đúng 3 ngày thật các bạn. Mà bây giờ lại thêm con nghé đực. Nói chung là quá tuyệt vời luôn. Con này hiện tại đang ở ngoài rừng các bác nhé. Ngoài rừng này. Nó đẻ ngoài rừng luôn. Trâu sinh sản nhà ông chú mình thì nói chung là cũng đẻ 51 á. Cái con này con nghé nó ngày trước em lấy cái con nghé mà vừa rồi em mua mấy triệu. Mình mấy triệu về đó. Là con của con này. Con mẹ này thì mới đẻ lứa thứ hai thôi. Lên sang con bên con nghé mình cho các bác xem nhé. Này các bác này. Mới đẻ được một tí này các bác này. Nghé to. Coi nào. Hình như con này con đực các bác nhé. Con này con nghé đực. Chắc dậy được rồi. Thế nào. Phải công nhận là con trâu nhà ông chú này, dòng trâu nhà ông chú nói chung là nó đẻ rất là tốt các bạn. Thì nếu mà sau này mà mừng nghe cái kia mà bán á, thì em sẽ lên review cho tất cả các bác. Nói chung là có nhu cầu mua mình mua thì người ta cũng bán cái giá như kiểu mọi người thôi. Được cái lần này để con trâu nghe chứ đã nó phải dắt về nữa các bạn này. Tại vì mới đẻ xong chắc nó chưa đi được mấy đâu. Tầm 1-2 tiếng nó mới đi được. Đang còn yếu. Quay em quay xoáy ăn nghe các bạn ơi. Con này một xoáy mắt phải. Chuẩn này. Hình như trốn hơi sâu các bạn. Con này là con thứ hai của nó. Còn con đầu tiên thì em lấy rồi. Con đầu tiên con so thôi. Dùng cho so các bác. Tức là lứa đầu tiên là nó đẻ không được to mấy đâu. Và tầm lứa thứ hai hoặc thứ ba nó mới đẻ mới đẹp được. Hình như con này tụt hậu hết này. Tụt hai phía sau hết. Châu ở đây đa số hình như là chỉ có xoáy tiền, xoáy mắt thôi, còn xoáy sâu là số tụt hết, nhà anh dáng vậy. Nó tùy theo cái dòng trâu hay sao đó. Cái gen của con trâu. Mấy con nhưng không có con nào xoáy sâu ấy nhá. Mình đập to hết. Chân tay to đại các bạn. Ôi.
Dạ dạ. Con mẹ mới đẻ xong nó chưa rất đói các bạn, nó đói lắm. Con nào cũng vậy. Cái này mình đẻ xong thường thường giúp em thì đẻ xong người ta cho hay cho ăn lắm mía. Cho ăn lắm mía để cho nó nhanh ra nhau. Còn mình cứ tùy con nó nhá. Ví dụ con nào mà mình để xong mình cho ăn rơm thì nó hay bị hết cái bọng sứa nữa. Thôi lát nữa thì em xin phép tạm dừng video các bác nhé. Tại vì về em phải dắt mấy con trâu này vô đá. Tại vì ở ngoài rừng nữa này các bác này. Dắt nó vô đi. Không là tối để đây nó mới đẻ xong thì con nghé nó không tốt mấy. Các bác xem kênh gì nhớ ủng hộ em được đăng ký kênh trên kênh YouTube Ăn Việt là vùng cao bác nhé. Cái kênh đó là kênh mới của em thôi, mới làm được cách đây một tuần. Thì kênh đó em cũng review trâu bò với lại những con trâu đẹp với lại cuộc sống hàng ngày. Thì các bác vô ủng hộ em lên đăng ký kênh. Rồi em xin phép tạm dừng video các bạn. Em dắt con trâu về đã các bác nhé. Để mai rồi em sẽ quay lại rõ ràng cho các bác xem luôn. Giờ tối quá rồi, với lại đấy nhiều muối nữa.